Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi, Hubo, xin chào lão chơi anh em. Tôi cơ sở chào lão chơi anh em. Tôi Bình Minh chào lão chơi anh em. Tôi Phúc Bèo chào lão chơi anh em. Tôi Đại Ngu Ngơ chào lão chơi anh em. Ok các bạn ạ. Hôm nay ấy, thì anh em mình sẽ nướng một con lợn khổng lồ theo kiểu Tây Bắc. Thì trước khi nướng ấy, thì đây anh em mình đang rang cái hạt dối lên để tí anh em mình giã ra sát vào con lợn để cho nó thơm ấy. Nói chung là đây là một mô hình thiết kế mới mà anh em mình mới nghĩ ra, bởi vì đi ra bên ngoài này là hơi bị thiếu những cái đồ để anh em mình làm. Hai anh em gọi là việc nhẹ lương cao, là chỉ việc đứng để kiểu đưa thanh tre này lên vai để cho Bình ở dưới thì sẽ rang những cái hạt dối này lên để cho nó thơm, rồi anh em mình sẽ sát vào con lợn và anh em mình sẽ nướng. Như vừa nãy mình nói ấy, thì hôm nay anh em mình sẽ nướng lợn theo kiểu Tây Bắc các bạn ạ, nên là sẽ có mắc kén với cái hạt dối. Thì ở đây là con lợn mà mình đã mua đấy các bạn này. Anh ơi, lòi chỉ rồi. Lợn lòi chỉ là như nào? Đây các bạn này. Con lợn này nó rơi vào khoảng độ 18 cân đấy. 18 cân thì tí đó là anh em mình sẽ nhóm và nướng, nhưng mà đợi anh em mình giã xong mắc khén và hạt dối các bạn ạ. Đây các bạn này. Anh em mình sẽ nướng lợn nguyên con luôn. Không biết là lợn nướng kiểu Tây Bắc nó sẽ như thế nào, cái vị của nó ấy. Bởi vì anh em mình thì chưa ăn lợn nướng nguyên con mà lại còn sát mắc khén và hạt dối vào, nên là cũng không biết là vị nó như nào. Ê, em bỏ ra nó bụi, bê ra chỗ khác đi, lửa nó cháy nó bụi vào. Thì đợi anh em rang xong hạt dối là anh em mình sẽ giã ra và chọc con lợn này vào thanh tre để anh em mình nướng. Em xem có lông lá đâu, em nhổ hết đi, nhiều lắm này. Đấy, nhổ cho nó sạch sạch đi. Rồi anh em mình sẽ đem lên nướng thôi. Cái nguyên liệu của anh em mình thì ở đây gồm có hạt dối rang này, rồi mắc khén này, và anh em mình cho thêm gọi là một chút hoa hồi vào để cho nó thơm các bạn ạ. Anh em mình sẽ giã nhỏ hết ra rồi sẽ sát vào con lợn ấy. Bên này thì anh em gọi là chuẩn bị gọi là xọc xiên con lợn vào cái thanh tre kia. Ý là hôm nay là anh em mà quay là hơi vất vả đấy. Ơi, em phải xin một hấn qua mồm ấy. Xin quay nó hơi vất vả bởi vì cái con lợn này nó rất là nặng. Hình như là mấy anh em mình như là còn chưa được đi quay với anh mà kiểu nướng nguyên con như này, nên là nhiều cái nó còn đang bỡ ngỡ các bạn ạ. Đây này, nó bấy như bây giờ nó đến đây rồi này, nó hơi khó xiên đấy. Bây giờ phải, em phải ba anh em dơ lên để chọc vào kia, đúng không? Lấy cái đà để nó xiên được qua. Ui, Đại Ngốc đánh thè lưỡi luôn này. Đó, đúng rồi đấy. Ui, chuẩn luôn. Kiểu như là ngày xưa. Đó, đâu rồi, thôi em ơi, thôi vừa thôi. Em cho cái này nó ngắn quá là tí quay rất là nặng đấy, cho lên trên này một tí này. Đây người ta gọi là không có kinh nghiệm này các bạn này. Để nó lên một tí. Thôi được rồi, ok rồi. Đó. Bây giờ anh em mình sẽ phải đóng đanh vào một cái ở trên mõm này các bạn này, với một cái ở lưng, rồi lấy dây thép gọi là buộc mấy cái chân này lại. Thế không có dây khâu cái lại anh. À, bụng này thì tí anh em mình làm một hai đoạn dây thép anh em mình khâu nó lại thôi, bởi vì lợn này thì anh em mình không nhét gì ở bên trong mà anh em mình chỉ sát ở bên ngoài thôi. Đó, anh em xử lý luôn, lấy đanh ra. Đây, em quay đi. Anh em giữ cho Bình đóng. Em cho anh mượn tạm cái rồi cái rùi cui đi. Rồi. Em chỉnh lại cái mõm nó đi. Hư là đập luôn vào mõm à? Hư đập vào mõm, Đại nhìn đấy mà học nhá. Hư à? Ra giúp anh em một tay rồi. Đóng chuẩn vào thanh tre là ok. À, anh Bình đóng chuẩn phết rồi. Phát lại đi phát đấy. Rồi thôi em ơi, thôi được rồi. Tí anh em gỡ lại hơi khó. Nào, một cái mông nữa. Đổi thế đi.
thẳng. Cho nó thẳng thẳng lên em. Thẳng thẳng lưng này. Đây. Thẳng thẳng lên. Đây. Con lợn trắng nhỉ? Trắng như Ngọc Trinh hay con à? Ô anh đóng sâu xuống đi. Đóng em đóng sâu xuống. Thôi được rồi. Đó, anh mình sẽ lấy dây thép và buộc chân những thứ lại nào. Em khiêng một lúc có thấy nó nặng không? Lặng quá anh ạ. Tí là anh em phải thay nhau để anh em quay đấy. Em buộc con nó lại như này. Đây chắc phải 20 cân. 18 cân đi em. 8 em ngỡ như là 20. Ai rồi lầm này. Lầm đâu. Bà này lầm này. Đây em bò co chân lại. Quấn vào thanh tre là ok. Rồi mới trói chân em lại này. Cố định nó lại thôi, sơ thôi là được em ạ. Đấy, còn phải để dưới thanh tre đấy chứ. Đây em bỏ phát ở đây. Ui, điều luyện đấy. Tính cả rồi đúng không? Nhà kiểu như là chuyên quay lợn này nhờ. Đấy, kéo nó đi nữa. Ơi không kéo tí nữa, căng quá là tí nó toác đùi đấy. Đấy, người ta thế lại... Người ta tính toán hết cả rồi đấy em ạ. Đấy, em khâu thử cái bụng này cho anh xem nào. Xin qua nghề của em à? Nghề của em à? Nghề bác sĩ Bình. Khâu vá đâm vào đục. Ôi giời ơi. Đúng nghề phong bạt. Khả năng là cái sắt này nó hơi yếu. Hơi yếu à? Xin từ dưới này. Em xin nào nó sẽ qua được thì nó qua. Em lại cứ tưởng là da lợn hơi dày. Đó, anh em mình sẽ xiên kiểu như là sẽ khâu nó lại để bên trong thì nó sẽ nóng và nó lại toát ra bên ngoài để cho nó đỡ mất cái nước ngọt ở bên trong. Không, cái này không khâu được mất nước ngọt đâu em, bởi vì bên trong cũng không có gì rồi. Khi mà anh em mình nướng ấy thì hơi nóng nó sẽ vào bên trong rồi nó kiểu nó không toát mất cái nhiệt đi ấy, gọi là giữ nhiệt. Ui giời, dài quá. Nhão thế. Bởi vì cái này nó dai, nó kiểu lợn nó hơi có tuổi một chút nên là. Đây này, anh nhìn thấy chưa? Bình phong bạt. Đó. Tôi phát vào đi phát. Nói chung là hơi khó một tí nhưng mà anh em phải chịu khó một tí thôi. Anh giữ em lại, anh em giữ lại. Lại. Nhưng mình sẽ khâu như vậy các bạn ạ. Khâu theo kiểu so le à. Như thế nó mới giữ được nhiệt. Thân nhiệt nó đỡ bị. Ôi rồi ôi bạt đó bạt nhà cương mà... bạt nhà cương cũng không ít. Anh đừng có bao giờ khích thường người khác. Xong tất cả mọi việc như là cố định con lợn những thứ rồi thì bây giờ anh mình sẽ gọi là xoa bóp cho con lợn này các bạn ạ. Mắc khén hạt rồi hoa hồi là anh mình đã giã nhỏ ra rồi, bây giờ sẽ xoa lên thôi. Để em xoa đằng sau tiết kiệm một tí nhá. Em massage đi, massage ghe cho nó. Nó bị thương đấy. Massage nhẹ nhẹ thôi, bôi thuốc nó như kiểu là bôi thuốc nhỉ? Thật các bạn ạ. Ừ, thơm thế nhỉ, ăn mùi luôn. Ôi thế mà tí tôi vạch cái này bạn nhét một ít vào đây nhá. Ôi bạn, to nó thơm. Cho đồ đèo lên em. Đấy, gương xoa lắn bóp cho nó luôn em. Tổng quân ạ. Có phải đấy. Bạn có bài vết tồi nghề mà tôi tổng quân người mù ấy. Nào quay đây nào. Anh mình xoa kiểu như xoa thuốc ấy các bạn ạ. Con lợn đổi màu bám những con cái hương vị của Tây Bắc vào nên là thôi đang nướng ngồng dậy. Nó khỏe dậy đây à? Sướng em xoa hết cả tay vừa bắt ra đây rồi anh này. Chị hiểu biết đấy. Thơm nhỉ, cái mùi này chưa gì đã thơm này. Ôi em ơi, sao có nước ở đây này. Con này bị thối tai hay sao? Xoa cho nó kín kín hết đi. Để anh em mình cho lên nướng luôn thôi. Hôm nay là anh em mình đi quay hơi muộn nên là sợ là tí nữa anh em mình quay chi con lợn này chắc tối mất các bạn ạ. Nên là anh em phải gấp rút anh em mình nướng nhanh cho nó kịp thời gian. Em biết được rồi. Cho đầy đủ hết đi, không tí nóng không xoa được đâu em. Thì bạn mà tỏ được tay vào thì bạn lại quá ra bạn đấy. Thà thì mình rất là hồng rồi. Tí lóng nó không sợ được đâu. Đây. Thơm nhở. Mấy cái chân nhở. Mấy cái chân này. Ê, tí mà nó chín thì thơm nữa.
em bóp mông nó ạ. Rồi thế. Bảo đi quen tay. Tôi nghe báo đài nói thế tôi biết. Điều gì đâu. Được chưa? Quay một vòng anh xem nào. Xong lát nữa nếu mà thiếu mình lại rắc thêm. Bạn này cho một ít black đi. Bởi vì black ra hay có mùi. Bạn cho thêm black à. Thế là khử mùi. Khử mùi, ngăn khử mùi. Xịt khử mùi. Rexona. Dạ. Để em nghĩ đều lắm rồi. Ừ, đều. Dạ. Dạ, anh em mình cho lên để nướng thôi. Than thì ở đây là anh em mình cho rất là nhiều và rất là hồng rồi. Bây giờ anh em mình sẽ đưa con lợn này lên để anh em mình gọi là bắt đầu quay nó các bạn ạ. Xoay thử nào em. Đây đây các bạn này. Anh em muốn thiết kế thêm cái này để quay cho đỡ vất vả này. Chứ nếu mà cầm thanh này không thì quay rất là nặng. Nó trượt tay. Thơm nước luôn. Thơm nhỉ. Kiểu mắc khen hạt rồi nó rơi xuống xuống than thế. Nên là mùi của nó rất là thơm. Thì không biết là nướng chín nó sẽ như nào đây. Chắc là nướng chín thì nó sẽ giống lợn quay. Nướng chín nó sẽ ngon. Trong lúc mà mấy anh em đang nướng lợn các bạn ạ, thì Cương không biết là vồ đâu được em thằn lằn này. Con này béo nhỉ. Cương gọi là lần trước là thấy anh em mình gọi là ăn cái món rắn mối này rồi, nên là Cương hôm nay gọi là vồ được. Ôi như em đập à? Không, nó lao đầu gốc cây, nó đơ em mới vồ được. Sao bị thương nhỉ? Lao đầu gốc cây mà. Lao đầu gốc cây. Con này tốc độ vận tốc của nó chắc là mấy nghìn km trên giờ thì nó mới lao đầu gốc cây rồi nó bị thương như này được đúng không? Nó sợ quá, nó chạy nhanh. Con này có tên gọi là rắn mối các bạn ạ. Chỗ mình thì quen gọi là con thằn lằn rồi. Con này thì nó tự nhiên các bạn này, nhìn rất là béo luôn. Béo thật. Ăn nó sẽ ngon hơn mấy con lần trước mà mình mua ấy, mình mua số lượng nhiều nên người ta nuôi ấy mà nó không được béo như này đâu. Nhìn đây kiểu nó ăn vớ vẩn ở ngoài đồng ấy nên là nó rất là béo này. Nhưng mà ăn con tự nhiên này nó sạch hơn đấy. Để em bán xin vào đi để mấy anh em là sẽ. Ôi ôi, vừa nãy gây mê giờ nó tỉnh rồi. Ai à? Ê. Cho lên để nướng các bạn ạ. Ướp luôn với cả mắc khén hạt dồi à. Mắc khén hạt dồi thơm ăn luôn. Bạn ơi, tôi chưa ăn. Tôi không làm thế nào được rồi. Nó không há mồm luôn. Bạn phải nói nhỏ há mồm ra. Thơm cho nó cái. Thơm cho nó cái cho nó há mồm ra. Ok bạn, bạn tầm đi. Đây bạn cho vào đây. Không bám. Thôi đó bạn dính được luôn. Đây bạn cứ phải nhớ cái rồi. Thôi nướng khô đi. Nó ra mỡ xong rồi em mình bắt đầu tẩm. Ra mỡ, béo quá ra mỡ. Đây các bạn ạ, gọi là có món ăn kèm, nó chính là con rắn mối. Anh em mình quay cái con lợn này gần chín rồi các bạn ạ. Đây, nó da nó rất là giòn rồi này. Nhưng mà kiểu trời tối đen xì luôn. Bây giờ kiểu còn đang sấm trước mà cơn mưa đen xì. Chắc là anh em mình sẽ phải dọn về luôn. Bởi vì hôm qua ấy, ở chỗ mình mưa rông không mà sét đánh một người gọi là phải bỏ mạng ở sân bay ấy. Là hôm nay mình nghe thấy là cũng hơi sợ sợ. Nên là bây giờ anh em sẽ phải dọn để về luôn các bạn ạ. Không biết là nó chín chưa? Theo anh em thì bây giờ lên là về nướng tiếp hay là bây giờ nó như này rồi cứ xéo được chỗ nào chín thì anh em mình thưởng thức chỗ đó. Em cảm thấy hay đấy. Hả? Em thấy hợp lý đấy. Thế là bây giờ là ví dụ mà về là chỗ này chín anh em mình ăn chỗ này. Đúng rồi anh. Chỗ nào sống thì mình lại để cái này tiếp. Là do theo gọi là ý kiến số đông các bạn ạ. Thì anh em đã như thế rồi thì bây giờ anh em mình sẽ dọn để về luôn nhá. Thực sự là mình rất muốn quay để cho chín con lợn này nhưng mà trời như các bạn thấy ấy, nó tối lại cơn gọi là kéo đến nó đen xì luôn rồi và lại còn có kiểu kèm sấm với cả chớp nữa nên là mình rất là sợ nên là anh em sẽ phải dọn về luôn.
Nói thì không phải là gì đâu, nhưng mà thực sự là nghe thấy sấm chớp mà hôm qua chỗ mình có người thiệt mạng là mình cũng thấy sợ sợ rồi. Tốt nhất là cứ gọi là giữ cái tính mạng mình an toàn, yên tâm nhất các bạn. Này đang có Covid-18. Thôi rồi, anh em mình dọn về đi. Bởi vì mưa quá ấy, nên là anh em mình phải đem về nhà các bạn ạ. Và nhà thì rất là chật chội, để anh em mình lại lên mái tôn để anh em mình ngồi. Vừa mưa xong nhưng mà bây giờ vẫn còn kiểu mưa nhỏ nhỏ. Có lẽ nghe bảo trên nỉ gần chỗ Phúc như là lại có người bị sét đánh đúng không? Đi anh ạ, đây là một người làm chủ. Đấy các bạn ạ, nên là sấm chớp như thế rất là sợ. Không ngồi được đâu. Chắc bây giờ anh em sẽ xé con lợn ra. Anh ạ, giòn thế. Vẻ da giòn thế. Thì ở đây con dao này để băng. Chết rồi. Ui giời. Lo cả. Này, em không ăn ngón tay đâu. Anh rơi bên ngón tay ở đây chết mất em rồi. Ây. Vẫn đang bốc khói các bạn ạ. Ui rồi. Đây chín vừa đẹp anh ạ. Coi như là chín rồi ấy. Vừa chín rồi. Coi như là cũng... Đây là các bạn này. Cái này là gọi là rõ ràng đã giao cho thằng đại đầu đất gọi là... làm sạch cái lông rồi, mà bây giờ ở đây rất là nhiều lông này, đến lúc chín thì mới làm lông. Này nó có làm được cái gì đâu anh, không làm được cái gì à? Ăn là rồi, này ăn không ai tranh được với nó. May được, chung là những con lợn rất là ngon các bạn ạ. Thưởng thức xem như nào. Đây là bát nước chấm có cả mắc khén hạt dối hoa hồi luôn các bạn ạ, nhìn không đã thấy ngon rồi. Lấy kéo hay là cắt ra hay là mới anh em làm miếng như thế luôn? To quá anh ạ. À đây thì cho đại không. Đấy, ngọt lắm. Ủa, già rất là giòn các bạn ạ. Ngọt lắm mà anh em mình không cho gia vị gì độc mũi hay hạt rồi. Khén ngọt nhỉ. Đây thử đi xem nào. Mình mời tất cả các bạn nhá. Cái thằng này nó ăn nó cũng ra gì phết em ạ. Làm thì gọi là không ra gì nhưng mà ăn là phải chọn ra đầu tiên. Thằng này. Cái già bắt cái hạt rồi thơm cực kỳ luôn. Cái gì cũng không làm được, từ bây giờ đến nước ăn mà không ăn được nữa. Hỏng luôn. Mời mọi người nhá, thử miếng da trước. Da rất là giòn các bạn ạ. Ui sụn bể. Em thử tí thịt xem nào. Đó. Thịt. Wow, cầm cả miếng này ăn cho ngon. Nóng sớm đi ăn. Ui. Khói bọc. Chỗ này ba chỉ giỏi ạ. Thịt ngon ba cực luôn anh ạ. Ba chỉ cũng giỏi à. Ui, không mang cái gì nên để hút cái nước này cái xem. Ngon cực luôn ấy. Chấm vào đây này em ơi. Chấm vào đây này, sau chấm kia này. Ngon rồi. Ngọt tươi luôn, thịt ngọt. Mình thử miếng thịt nó thơm kiểu nước chấm vị như nào em? Lúc đầu Tây Bắc nó mặc khen thật. Mặc khen cái thứ này thơm thơm. Như kiểu nó người Tây Bắc vậy. Anh biết khen kiểu vậy. Nó không lẫn đi vị nào nhỉ? Cái gì thơm ra cái đấy. Mình mời tất cả coi như là mọi người. Tất cả coi như là mọi người. Đáng ra là anh như mình ngồi trong ấy thì nó đỡ mưa hơn, nhưng mà anh như mình ngồi ngoài này thì cảm giác nó rộng rãi và nó thoải mái hơn nữa các bạn ạ. Nó không bị bí ấy. Anh em mình quên hàng anh ạ. Anh ăn vitamin, ăn mừng cái trời mưa riêng lợn nướng mà đang bốc khói như này anh em làm một chút bia các bạn ạ. Vitamin lúa mạch anh cho gọi là đúng chất. Mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Cái coi như là da cái. Coi như là da. Sao? Đây các bạn này. Da nó rất là giòn, em búng vào cái da cho mọi người nghe. Đó, da nó rất là giòn các bạn ạ. Thấy da này của nó này, nó thấm mắc kén hạt dổi này. Mắc kén hạt dổi đấy. Mắc kén, đừng có nghĩ bậy, anh không nghĩ bậy. Anh không nghĩ gì đâu. Ăn cả miếng thịt kẹp da. Em xẻ cái đùi này ra cho anh xem là có chín không nào. Bởi vì mình rất là lo ngại vấn đề nó chưa chín các bạn ạ. Bởi vì đang nướng và trời đổ cơn mưa. Uầy. Wow. Gọi là hơi đỏ đỏ một chút ở bên trong thôi. Cái này là ok rồi con ạ. Cái này là những cái chỗ mỏng này là chín hết luôn đấy. Anh nghĩ là cái mấy cái đùi trước này sẽ chín này. Em làm cái tai cặp thịt đi rau rồi. Ủi cái tai phồng to bự này cắt chén. Đó thịt đây gọi là. Gọi là hơi gọi là hơi có hơi hồng một chút thôi. Hơi hồng ở trong hơi hồng chỗ xương thôi. Nói chung là con lợn này như mình nướng là chín rồi con ạ. Đấy, em cắt hẳn những cái này ra. Ở đây mấy cái miếng này xé ra. Cắt ra để cái miếng đấy để nó có nước. Cắt ra để anh cắt em cắt ra nước nó trôi hết mất. Cắt trôi trên này. Ngon quá trời các bạn ạ. Ơi nóng quá. Kẻ không gì rau ăn ngon lắm. Đầu tiên em ăn lợn nướng kiểu này luôn. Còn mọi lần cứ lớn kiểu quyết mật ong với lại cái gì ạ? Lá mốc mật. Em lấy kéo cắt. Mà ăn kiểu này thơm ngon hơn. Thơm. Ui giời ơi. Kéo này gọi là kéo của Dương Tiễn à.
đấy. Ôi, cầm cầm mảng ăn thì phi luôn nhỉ. Vách ngăn, vách ngăn luôn. Đúng không? Cắt ngoài luôn. Vách ngăn. Đó. Rồi. Anh em sụn kìa. Đấy, mỗi nhắm miếng cắt ra. Sụn. Ui. Cái này kèm cả sụn, 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 sụn anh ạ. À, dưới lần xương. Dưới sụn đây anh. Đấy. Đấy. Ngon quá các bạn ạ. Miếng thịt này. Nhìn nó về bãi trống luôn. Bộc nóng rồi vừa thôi vừa ăn. Ôi. Miếng thịt này các bạn này. Chị này. Ngon vãi luôn. Đây gọi là sườn nướng ấy. Ôi, đoạn này có sụn anh ạ, ngon lắm. Thử đi em. Chấm ngập vào xem nào. Chấm sâu vào. Ui sụn. Ăn cái này mà không chấm sâu rồi. Thí cả hạt rồi. Ui, dài. Ăn với rau sóng này thơm thơm rồi luôn. Ui, em làm vậy. Ui, ui, tuyệt vời. Ngon quá. Thịt con lợn này thế nào em? Thơm, ngọt, ngọt, mềm, luôn. Như tại anh em mình nướng bằng cái hạt ấy này, mình cái hạt hoa hồi các thứ rồi vừa bóc lắm. Ui giời, thử. Tạm tí này đó. Ui giời. Mình mời tất cả mọi người nha, đây gọi là nháp trước các bạn ạ. Lúa mạch. Vitamin lúa mạch. Miếng nó cắt cắt không? Đây. Đây, đây anh phải thử miếng da phát có rực rỡ các bạn ạ. Miếng da lợn nướng này có kiểu giòn giòn đấy. Mình mời tất cả mọi người nhá. Thơm, thơm bất khen. Kéo anh dù có trời em tưởng anh làm sao. Thơm ngon quá. Yeah, ngon đến mức mà kiểu không tả được nó các bạn ạ, nên là phải dùng ngôn ngữ cơ thể để tả. Anh là ngon ngớ ngẩn luôn. Ui 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 ui. Cái trước mắt là mình là phải tốc biến luôn. Anh cứ bỏ anh em luôn rồi. Tất cả kiểu ngồi trên tí gọi là dâng tính mạng mình cho trời đất được không ạ? Đến lúc ấy bảo bây giờ anh mình phải xuống tận tầng 1 đấy các bạn ạ. Để gọi là lơi chống gọi là chú ý. Cách xa nhất. Cách xa nhất. Trời nhất. Không sợ ngồi trên tí là chạm vào cái may có đánh ngay được con ạ. May là nhà không có hầm ấy. Có hầm thật xuống thật. Các bạn mà thấy mình quá vừa nãy mà qua đấy nhửa dọc vào lát thì anh đã thử nhửa dọc vào lát. Đúng anh chớp luôn trong lúc chớp anh. Đúng nhanh như tia chớp. Dọc vào lát. Nhửa vào lát. Vừa nãy anh chưa kịp thưởng thức miếng thịt. Chưa cả kịp thưởng thức miếng thịt. Trước nó đã đánh rồi. Thế là trôi mắt cái bụng luôn. Cứ đứng chạy mắt rồi tuột đi đâu mất không biết. Trời đánh không nhanh như ngang. Em chưa được thưởng thức miếng thịt hẳn hoi. Bây giờ sẽ thử miếng thịt gọi là hẳn hoi gọi là. Miếng thịt ba chỉ này. Chấm chấm. Chấm một cái nước chấm này. Và nước gọi là mua chổi chấm xét đây. Chấm xét được mua rồi. Cái vị của nó thật là vãi chưởng các bạn ạ. Ngon quá. Các bạn làm cái da của nó ấy, đã có mùi mắc khén hạt giỏi rồi. Thơm. Giờ lại kiểu chấm cái này có cả mắc khén hạt giỏi nó rất là thơm ấy. Cái này cũng là món ba chỉ nhá. Đây đây ba chỉ rồi. Thế em chả thấy cái chỉ nào ấy. Toàn lạc rồi. Anh rút hết chỉ khâu áo rồi. Thấy toàn lạc rồi, cái chỉ nào đấy. Nhà mình đang rất là đông người. Chứ không phải là anh mình ngồi ăn ở đây mà không mời đâu con ạ. Mà mọi người còn là mình quay ấy, thì cứ để mình quay gọi là cái công việc của mình ấy. Nhà cứ để anh em quay tự nhiên đi. Nên là mọi người gọi là không tham gia con. Nên là anh mình ngồi ở đây thoải mái. Không nhiều bạn hãy comment mà dạy người lớn hơn không mà không tìm mời được cả. Cái da ngon hơn.
Nhưng mà ai phá được trứng ngon thế nhỉ? Còn ai trồng khoai đất này? Tôi biết ngay là bạn ngay. Bà lặng này có vấn ra mùi hương vị của mắc khén hạt tỏi nướng á. Thơm. À thế em bấm nướng luôn các bạn. Để ra anh nhìn bón lợn ra cả gần nửa tiếng rồi nhưng mà da vẫn giòn, vẫn còn đang bốc khói luôn đấy. Ồ, cái hạt sống mắc khén này kiểu càng nướng nó càng cháy, nó càng nướng. Chán nha mày. Cháy lắm. Quên, ba chỉ mà. Thường bỏ mặt ra không nhỡ đâu. Nó bắn vào mặt. Mù đấy. Bắn vào mắt thì không sao đúng không? Bắn vào mắt thì không sao. Mặt là mù rồi. Bắn vào mặt là điếc tai. Ui dồi ôi. Ngon ạ. Đây con ạ. Miếng ba chỉ này. Còn bãi trưởng luôn, đang bốc khói này. Các bạn có nhìn thấy khói không? Trong mình ngon lắm. Nói chung là hôm nay ấy, thì là một bữa anh mình gọi là nướng Tây Bắc. Nhưng mà anh mình đang ra phải ngoài đồng rồi. Nhưng mà do trời mưa, bão tố, sấm chớp các kiểu nên anh mình phải về. Mặc dù trong cái sự vội vã đó thì bạn toàn tính bạn. Mặc dù con lợn của anh mình ấy có mỗi chỗ này này. Mình tin chắc là chỗ này hơi đỏ một chút, chảy sự máu từ trong xương ra thôi, còn đầu hồng như con lợn này nó chín rồi. Bởi vì lúc mình quay cái chân đằng trước còn vỡ ra như này rồi, và trên này rất là nhiều nhiệt nên là chân đằng trước kiểu gì cũng chín rồi. À con lợn này chín rồi. Còn lợn mà anh nhà mình nướng kiểu này thì cảm giác ăn cực kỳ phê luôn các bạn ạ. Đang nóng rồi nhé, ngàn tí rồi sườn. Nói chung là hôm nay thời tiết không ủng hộ các bạn ạ. Anh nhà mình đi quay thì gặp mưa này, gặp sấm chớp này. Rồi anh mình lên ngồi để thưởng thức không thì chớp. Mình còn sợ gọi là vãi hết cả ra quần các bạn ạ. Chạy nhanh như thế là các bạn đủ hiểu là mình sợ như nào rồi con ạ. Bỏ anh em luôn mà. Lúc ý là thân thằng nào thằng ấy lo. Hôm nay anh mình thưởng thức xong con lợn nướng Tây Bắc này rồi thì anh mình xin dừng clip này ở đây. Bởi vì tức là thời lượng clip khá là dài rồi. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video đúng không anh mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.